Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Liên của Lâm và vợ của Lâm xin giới thiệu đến quý vị một bộ sản phẩm được mang tên là Air Skin nha quý vị nha. Đây là cái dòng mà rất là nổi tiếng trên thị trường. Rất là nhiều nghệ sĩ đã review dòng sản phẩm này. Thì sau khi mà tham gia chương trình Vợ Dòng Son về thì quyết định là cho bà tút bà lại cho trắng trẻo nõn nà hơn. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà chuyên về bùng nha quý vị nha. Bùng cũng như là than tre sẽ làm sáng da, trắng da, mịn màng da. Và Lâm đang sức đây, khi mà mọi người mà sử dụng, mọi người sức lên da chúng ta để chừng 15-20 phút như vậy nha. Thì giá một chai này là nhiêu Quỳnh? Dạ 490.000 một chai, là 490.000. Mọi người mua một bộ, nguyên một bộ là vừa 4 món này là 1.470.000 nha mọi người nha. Mua là được free ship toàn quốc luôn. Có được tặng gì không anh? Dạ mọi người mua một bộ là 1.470.000, mấy chị sẽ được tặng một chai tại cái bao chết trị giá 490.000 và free ship toàn quốc. Để cho mình có thể mua lẻ một chai sữa tắm hoặc là một chai kem body bất kỳ cũng được luôn nha mấy chị nha. Khi mà mấy chị sức lên á, cái này sẽ có một cái hộp li ti như vậy nha. Mình sẽ cảm giác nó cộm. Và khi mình sức lên như vậy, nó vừa trắng cái làn da chúng ta và vừa massage cái làn da chúng ta để những cái tế bào chết sẽ ra hết như vậy nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Mấy chị sức lên thì em, đây là tắm trắng cho mấy chị nha. Tắm trắng một bước, và bên đây là có một bộ nữa, là một bộ là gồm một chai sữa tắm trắng một bước và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, và kèm theo là body băng đi và body băng ngày nha mấy chị nha. Tất cả là đều đồng giá như nhau là 490.000. Một bộ là 1.470.000. Quý vị khi mà mọi người sức lên như thấy không, hai bàn tay rõ rệt cái gì nha. Mình để chừng 15 phút, 20 phút mà massage đều lên thì da mình sẽ trắng lên, sáng lên. Thì ở đây là cái chai tắm trắng một tuần thì chúng ta tắm khoảng 3 lần cái này như vậy nha. Còn cái chai này tắm hàng ngày, chai này cũng 490.000 luôn. Với tinh chất là trái lựu, khi mà mình sức lên hồng cái gì nha quý vị. Đây. Đó. Cái là sữa tắm trắng hàng ngày nha mọi người nha. Đây, cái này mình làm sức lên, da mình sẽ sáng lên, trắng lên, mịn màng lên. Và khi mà mọi người sức lên vậy, nó cái mùi rất là thơm luôn. Siêu trắng luôn. Dạ, cái này mấy chị sức lên giùm em, để tầm khoảng 15 đến 20 phút sau đó mình tắm lại giùm em giống chị nha, là bật tông rõ rệt luôn nha mọi người ơi. Siêu trắng mấy chị ơi, đây là sản phẩm 100% là từ Hàn Quốc, là 1.470.000, là gồm một bộ nha mấy chị nha, là gồm 4 chai, mấy chị sẽ được tặng một chai tại cái bọc chết nha mọi người ơi. Và khi mà mọi người tắm trắng xong, cái mọi người vô toilet, mọi người tắm lại bằng cái chai sữa tắm này, rồi cái mọi người sức cái thêm chai body ban ngày và chai body ban đêm thì có hai loại. Khi mà cái chai body ban đêm thì nó có lotion rất là nhiều, còn chai ban ngày thì nó có cái chất chống nắng trong đó. Ví dụ thường thường là vợ Lâm không bao giờ mà dưỡng da nào trơn trọi, nhưng mà từ ngày mà tham gia chương trình xong thì dưỡng da hơn, trắng hơn, đẹp hơn, ngon ăn vừa miệng hơn. Siêu trắng luôn mấy chị ơi, mấy chị làm tắm trắng xong xong đó mấy chị dưỡng kem body giùm em nha mấy chị nha. Kem body là 490.000 một chai luôn nha mọi người ơi. Dạ mọi người mua để chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha mọi người nha. Rất là trắng, nhưng mà em khuyên quý vị nên mua một bộ như thế này, một bộ gồm 4 chai như thế này. Nó sẽ hỗ trợ cho nhau, nó sẽ làm cho da mình trắng sáng lên. Và mọi người muốn da mình trắng là mọi người phải dưỡng thường xuyên như vậy nha. Nó cũng như là cái cây đó, nhưng mà tưới nước thường xuyên thì cây nó phát triển. Còn khi mà mình không có chăm sóc thì cái da mình rất là xấu xí như vậy nha. Hãy cùng Lâm và vợ Lâm trắng da cùng AE Skin như vậy nha. À, một bộ như thế này là 1.470.000. Khi mà mọi người mua chai lẻ là 490.000. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Tạm biệt mọi người.